Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo trong series video hướng dẫn giúp các anh chị và các bạn trở thành chuyên gia, những người bán hàng giỏi trên mạng Internet nói chung và trên Facebook nói riêng. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học và chuyên gia về online marketing. Tiếp tục chia sẻ với các bạn bài học này. Và đây là một cái video tiếp tục trong cái phần nói về sản phẩm. Tôi đã có một cái bài học, một cái video giới thiệu về các cái chiến lược, những cách thức lựa chọn sản phẩm, đúng không? Thí dụ như là giá, thí dụ như sản phẩm gì, khoảng giá, bán vào đâu, bán trong nước thế nào, bán nước ngoài thế nào, vân vân, thì tôi đã chia sẻ rồi. Thì đây là một cái bài học bổ sung cũng rất là quan trọng đối với người làm kinh doanh và đối với người bán hàng online. Thì tôi thấy rằng là vấn đề ở chỗ là có rất nhiều người là chúng ta cứ bán một cái sản phẩm mà chúng ta không biết làm mới cái sản phẩm đó. Cho nên nội dung của bài học này là các cái chiến thuật để giúp các bạn có thể đổi mới được sản phẩm. Tiếng Anh gọi là renew, đúng không ạ? New là mới, re là tái, đổi mới lại cái sản phẩm của mình. Các bạn thấy nhá, ví dụ như là Apple đi. Đấy, trên tay tôi đang có một chiếc iPhone. Thì Apple thì nó sẽ chạy iPhone từ 1 cho tới 10, đúng không ạ? Rồi thì XS, XS Max này kia, nó có rất nhiều các phiên bản. Rồi nó thay đổi hình dáng, thay đổi kích thước, thay đổi trọng lượng, thay đổi tính năng, vân vân. Tương tự như thế thì thời trang cũng như vậy, đúng không ạ? Thời trang thì nó có năm nay mốt này, sang năm mốt khác, xu hướng màu, xu hướng quần áo, xu hướng ống rộng, vân vân. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta, việc đầu tiên chúng ta cần phải chú ý là chúng ta phải thường xuyên đổi mới sản phẩm để tạo cái sức hút cho thị trường, tạo ra sức cạnh tranh mới. Nó giống như là việc chúng ta tạo ra nhiều các cái mã sản phẩm, các cái ngành mẫu mã sản phẩm trong ngành thời trang mà chúng ta thường thấy. Thế thì thực tế là cho thấy là nhiều ngành hàng không để ý đến điều này, đặc biệt là các đơn vị sản xuất hoặc là những người chủ, người ta kinh doanh, người ta đôi khi không còn để ý. Thế thì có một số những cái chiến thuật rất là đơn giản để giúp các bạn có thể đa dạng hóa được sản phẩm của mình, đổi mới được sản phẩm của mình. Chiến thuật thứ nhất tôi cho rằng đó là đa dạng hóa nhãn hiệu, hay còn gọi là đa dạng hóa thương hiệu. Ý tôi là giả sử như chúng ta chỉ có sản xuất ra một hoặc một số ít các sản phẩm mà chúng ta muốn có nhiều sản phẩm trên thị trường, thì chúng ta hãy tung ra nhiều nhãn và cái ruột của nó có thể giống nhau hoặc là khác nhau một chút. Đấy. Thí dụ bạn có thể ra nhãn A, nhãn B, nhãn C. Nhãn A bán cho người giàu, nhãn B bán cho người bình dân và nhãn C bán cho người nghèo. Cái ruột không quá khác nhau một chút, nhưng cái vỏ thì phải khác nhau rất nhiều. Điển hình như bánh trung thu là cái cách người ta hay làm như vậy. Thực ra cái ruột bánh trung thu, ý tôi là cái bánh không khác nhau là mấy, cái giá trị của bánh trung thu không khác nhau là mấy. Nhưng mà cái vỏ đắt tiền bán 1 triệu một hộp, cái vỏ vừa tiền bán 500.000, cái vỏ rẻ tiền bán 200-300.000. Tất nhiên cái ruột nó cũng có một cái sự khác biệt nhất định, nhưng không đáng kể. Mà nó khác về nhãn hiệu, phân khúc, bao bì, được chưa ạ? Ý tôi là như vậy. Đấy là một cái chiến lược, một cái chiến thuật tốt để làm. Thứ hai là mình có thể đa dạng hóa phân khúc khách hàng, đúng không? Phân khúc khách hàng tức là ra mình tạo ra nhiều nhãn hiệu, mình tạo ra nhiều mức giá, mình tạo ra nhiều tập khách hàng hoặc là cái địa lý khác nhau. Ví dụ cái sản phẩm này mình sản xuất dành riêng cho một cái thị trường. Thí dụ như công ty tôi là một công ty sản xuất. Hiện nay tôi đang làm giám đốc marketing cho một công ty sản xuất trong lĩnh vực về sơn lớn đấy ạ. Thế thì tại một cái làng nghề này tôi có thể quy mô của nó vừa phải. Tôi có thể sản xuất dành riêng một cái công thức cho cái làng nghề đó. Tại một cái làng nghề khác, một cái cách tiêu dùng, một cái cách sản xuất khác, thì tôi có thể sản xuất một công thức riêng, bao bì riêng, nhãn mát riêng. Ví dụ như vậy. Thì đấy là một cái chiến lược gọi là đa dạng hóa phân khúc khách hàng theo địa lý, theo độ tuổi, theo thu nhập. Được chưa ạ? Hoặc là mình cũng có thể đa dạng hóa về bao bì, nhãn mác. Vừa rồi là đa dạng hóa về nhãn hiệu nhé. Còn đây là đa dạng hóa về bao bì. Đúng không? Mình có thể vẫn cái ruột như vậy, nhưng mà hàng năm, có thể 1 năm hoặc 2 năm hoặc là nửa năm, 6 tháng đấy, chúng ta đổi mới bao bì một lần. Ví dụ như Omo, đúng không? Chúng ta thấy rằng là lúc thì nó Omo nó bao bì xanh, lúc nó bao bì đỏ, lúc thì nó cái hoa này, lúc nó có tính năng kia. Thế thì ví dụ mình sản xuất như thế thì cái vỏ bao bì
chúng ta cũng nên thay đổi. Để làm sao để tạo ra cái sự đổi mới cho khách hàng, màu sắc, thiết kế, chất liệu mình có thể thay đổi. Thay đổi đầu tiên là nhãn hiệu, đúng không? Sau đó thay đổi khách hàng, sau đó đến thay đổi đến bao bì. Ví dụ như là sắp Tết rồi thì chúng ta có thể sản xuất cái bao bì dành riêng cho Tết. Hoặc là đợt tới đây là gì ạ? U23 Việt Nam vô địch, hay là Việt Nam vào vòng chung kết World Cup, hay là Việt Nam đạt chức vô địch AFF Cup hay SEA Games gì đấy, thì mình cũng có thể là gì ạ? Ký hợp đồng với đội tuyển Việt Nam để mà mình đưa hình ảnh của họ vào sản phẩm. Đấy, thì đấy cũng là một cái cách thức làm marketing tốt để làm thay đổi cái sản phẩm của mình đi. Vâng, mình cũng có thể là dạ tạo ra những cái sản phẩm mới cho những cái tệp khách hàng mới. Đấy cũng là một phương thức. Thí dụ như là đối với là dòng công nghệ, đúng không? Thì điện thoại thì chúng ta thấy rằng là iPhone nó cứ sản xuất thế này thôi. Thế nhưng mà người ta sẽ có điện thoại cho người già, rồi người ta cũng có thể có điện thoại cho trẻ em. Đó là cái đa dạng hóa về tập khách hàng hay là chuyên môn hóa sâu, đúng không? Ví dụ như là cái sản phẩm, một cái công ty mà chuyên làm về băng vệ sinh chẳng hạn, đấy là một cái sản phẩm mà đều dựa trên cái nguyên lý là bông và vải không dệt đấy, thì họ có thể ra bỉm cho trẻ em, băng vệ sinh cho phụ nữ, tã cho người già, thì đấy cũng là những cái sản phẩm nó cùng một cái nguyên liệu nhưng mà lại cho các cái tệp đối tượng khách hàng, các mục tiêu khác nhau, và chúng ta cũng sẽ tăng được cái doanh thu của mình, đúng không? Rồi mình cũng có thể làm gì, thay đổi kích thước, đúng không? Thay đổi hình dạng, thay đổi chất liệu của bao bì, của sản phẩm, thay đổi phương thức tiêu dùng để đổi mới sản phẩm. Thí dụ trước đây nó là trạng thái lỏng, thì bây giờ là trạng thái sệt, hay trạng thái rắn, hay trạng thái mềm. Trước đây đóng vào cái túi vải, thì bây giờ mình đóng vào cái túi ni lông. Trước đây mình đóng vào cái chai, thì bây giờ mình đóng sang chai nhựa. Ví dụ như vậy, đấy là những cái phương thức chúng ta đổi. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái phương pháp mà rất nhiều đơn vị người ta làm, đấy là chúng ta thêm công dụng, thêm tính năng, thêm hợp chất, thêm đặc tính, đúng không ạ, vào cái sản phẩm để có thể tạo ra sản phẩm mới. Thí dụ như cái iPhone này thì nó có thể thêm camera, thêm chấm, đúng không? Nó có thể thay đổi cái tai thỏ thành cái tai mèo, thành cái tai chuột, tai trâu gì đấy. Rồi thì cái giao diện nó thay đổi, rồi thì cái tai nghe nó thay đổi, nó cứ mỗi hôm nó thay đổi một chút thì nó sẽ tạo ra được sản phẩm mới. Hoặc là cái cuốn sách cũng thế, đúng không ạ? Tôi viết thêm, những cái gì cũ tôi xóa đi, những cái gì mới tôi viết thêm vào, nó tạo ra một phiên bản mới. Thì như vậy thị trường nó mới có được, đúng không? Có những người là bao nhiêu năm vẫn chỉ bán một sản phẩm và không biết làm thế nào để nâng cao được giá trị lên. Và đến lúc mà quay ra thì thị trường nó bị bão hòa và mình đã bị tụt hậu rồi, đúng không ạ? Vâng, thì đấy là một số những cái lời khuyên để giúp các bạn có thể đổi mới sản phẩm. Và các bạn hãy nhớ rằng là đổi mới sản phẩm rất quan trọng. Cách đặt tên, đấy, cách mã hóa, cách bao bì, cách làm, chúng ta đều phải thay đổi. Và qua hàng tháng, hàng năm chúng ta dựa trên nhu cầu khách hàng, chúng ta phán đoán xu hướng và chúng ta có thể sản xuất. Chúng ta đưa ra những cái quyết định như vậy thì như vậy cái việc kinh doanh của chúng ta mới trở nên thuận lợi. Bán hàng online hay bán hàng offline nó mới dễ dàng, đúng không? Còn bao nhiêu năm nó vẫn chỉ có thế thì người ta bảo mình không làm được gì hơn nữa à? Đúng không? Tốt rồi, phải tốt hơn nữa. Tốt rồi, còn phải rẻ. Chứ không phải tốt là cứ hàng ngày nó phải đắt lên. Chiến lược đắt lên cũng là một cái chiến lược mà chúng ta phải trả giá. Chứ không phải dễ dàng gì đâu, đúng không? Cái quan trọng ấy là tốt nhưng mà nó phải rẻ. Chứ còn tốt mà nó đắt thì ai chả làm được. Và lúc đấy thì khách hàng người ta sẽ không ok đâu. Bằng chứng cho thấy, ví dụ như các bạn thấy là Apple họ càng ngày họ càng tăng giá, thì cái giá phải trả đấy là doanh số nó giảm, cái giá phải trả là sản lượng nó giảm. Và nếu họ cứ tiếp tục duy trì như vậy thì rất có thể họ cũng không còn đứng xoán ngôi được thị trường quá lâu đâu, đúng không ạ? Tất nhiên chuyện đấy còn xa xôi lắm, nhưng đấy là một câu chuyện để tôi nói với các bạn, được chưa ạ? Vâng, vừa rồi thì tôi hướng dẫn cho các bạn và các anh chị, những người bán hàng, những người kinh doanh, những người học về marketing online và Facebook marketing của thầy Văn Anh, một số những cái chiến thuật, một số những cách thức để giúp các anh chị có thể đổi mới được sản phẩm, renew, đúng không ạ, hoặc là redesign những cái sản phẩm của mình để giúp cho mình luôn luôn tạo cảm giác mới mẻ với khách hàng, đúng không ạ? Và từ đó thì chúng ta sẽ liên tục
tạo được cái nhu cầu mới ra thị trường và kích thích và tăng tiêu dùng. Như vậy thì chúng ta mới kinh doanh thành công lâu dài được, đúng không ạ? Quan trọng là phải lâu dài. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các bạn, và nếu có câu hỏi gì thì vui lòng hãy liên hệ với giảng viên để được tư vấn và hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.